Tôi muốn bắt đầu hôm nay với một điều mà khi tôi nói ra chắc có lẽ một số chúng ta sẽ ngạc nhiên và có lẽ không hiểu liền. Nhưng tôi hy vọng là sẽ từ từ chúng ta hiểu điều này thì nó cũng sẽ ích lợi cho đời sống của chúng ta. Thường thì chúng ta nói đời sống chúng ta liên hệ với Chúa, chúng ta nói phải có Chúa để Chúa trước mặt, đọc lời Chúa để hiểu biết ý Chúa, làm theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta chắc chắn đời sống chúng ta phải nối kết với Chúa Giêsu và lẽ đạo về Chúa Giêsu. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta cần nối kết với Antichrist ở trong một cái ý nghĩa tương tự, đó là chúng ta phải hiểu Antichrist làm gì, là ai. Và nếu đời sống chúng ta không có liên hệ gì tới ông, không có một cái may mãi gì nối kết với là Antichrist trong cái sự hiểu biết, thì chúng ta cũng sẽ rất khó để mà sống đời sống tin Chúa và hữu hiệu cho Ngài. Lý do khi chúng ta nói điều đó là khi chúng ta nói về Chúa Giêsu thì chúng ta thường đặt trọng tâm về sự tin kính, về thuộc linh và về sự đời đời. Nhưng về những gì chúng ta sẽ học về Antichrist thì nó nối kết một điều rất là rõ ràng, đó là trong đời sống hiện tại, trong những bước sắp tới, trong những quyết định mình đối diện với hoàn cảnh của đời sống, trong sự khó khăn của đức tin, trong đời sống trước mặt và những bắc bớ sẽ tới, nó được tựu chung ở trong hình ảnh của Antichrist. Và chúng ta sẽ thấy hôm nay nó sẽ được bộc phát như thế nào ở dưới Antichrist. Và nó đòi hỏi chúng ta có một cái quyết định rõ ràng là khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh như vậy thì chúng ta sẽ sống trên nguyên tắc nào. Tại vì chúng ta sẽ không thể nào nửa mùa hay là hâm hẩm khi mà chúng ta đối diện với Antichrist. Vì Antichrist không có để chúng ta hâm hẩm được. Nó sẽ đòi hỏi là một là sống hay là chết với Chúa, một là thờ Chúa hay là thờ Antichrist, một là thờ ma quỷ hay là thuộc về Chúa. Và giá trả rất là cao, rất là rõ ràng. Và cơ hội thì chỉ một lần mà thôi. Và chúng ta muốn thấy điều đó trong đời sống của mình, dù là mình chưa có phải đối diện điều đó ngay tức khắc, nhưng mà là một cách để đo lường giá trị trong đời sống của mình. Nếu hôm nay chúng ta, mình thường nói nếu mà Chúa đến hôm nay thì sao? Nếu mà hôm nay lính của Antichrist tới gõ cửa và đòi hỏi những gì mình phải làm theo Antichrist, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Và điều đó nó có lẽ nó đã gõ cửa rồi. Nó gõ cửa qua các phương tiện của đời sống kinh tế, đời sống từ thì giờ, những giá trị mà chúng ta đang trao đổi với thế giới này để có thể sống bình an. Và chúng ta sẽ phải hỏi rằng tới cái mức nào thì mình sẽ không còn trao đổi nữa. Là Chúa cho chúng con có thể sự hiểu biết này trong lời của Chúa, để thấy Chúa rõ ràng, yêu Chúa cách hết lòng và sống cho sự vinh hiển của Chúa, và bằng lòng trả mọi giá để đức tin của chúng con được thực hiện và Chúa là trọng tâm của đời sống chúng con. Đừng để điều này sai trật trong chúng con, nhưng cho chúng con càng chắc chắn trong bước đi, càng khi nghe lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Chúng ta đã học hai kỳ rồi, chúng ta tới phần số 3 hôm nay. Chúng ta học về sự lừa dối của Antichrist và sự chiến thắng trong lẽ thật trong ngày của Chúa. Chúng ta đã thiết lập một cái hệ thống của những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai theo cái thứ tự như thế này. Đó là ngày Chúa đến, các hội thánh đi sẽ là ngày là một cái điểm đầu tiên, điểm bắt đầu cái thời điểm của ngày tận thế. Chúng ta biết rằng chúng ta đã thiết lập rằng ngày Chúa đến, các hội thánh lên không trung thì khác với cái ngày Chúa đến để thiết lập nước Ngài trên đất. Chúng ta nói về cái phương cách nó khác, cái mục đích nó khác, cái trọng tâm nó khác, cái lý do nó khác và cái kết quả nó khác. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ so sánh trên cái căn bản của lời mặc khải thì chúng ta không có lý do gì để hai cái phần nó chung lại với nhau. Thành ra những cái sự giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng hai ngày đó chung với nhau, hay là chúng ta sẽ ở lại trong 7 năm đại nạn để chịu thử thách, để chịu bắt bớ. Những điều đó thiết lập được là hội thánh Chúa sẽ được cất lên trên không trung. Và đó là điểm đầu. Rồi sự bỏ đạo sẽ là cái điểm cái thứ hai mà chúng ta sẽ
soi xét hôm nay sẽ có sự bỏ đạo, và sự bỏ đạo đó rất rõ ràng, tại vì ở trong câu số 3 sứ đồ Phaolô nói mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Tức là phải có sự bỏ đạo đến trước, và chúng ta hỏi rằng nếu cái sự bỏ đạo đó nó đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, nó sẽ tới một cái thời điểm kinh khủng không có từ khước được, thì chúng ta một lần nữa đối diện với cái áp lực này như thế nào, và chúng ta chuẩn bị ra sao trong ngày tháng hiện tại. Rồi khi mà sự bỏ đạo xảy ra thì nói tiếp có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch tôn mình trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại đến nỗi ngồi ngay trong đền Đức Chúa Trời tự mình xưng là Đức Chúa Trời. Sẽ có một người chúng ta gọi là Antichrist, và sẽ người đó sẽ hiện ra và sẽ nắm tất cả toàn quyền trên thế giới, và có quyền đòi hỏi chúng ta phải thờ lại, và thì nó là một cái sự suy nghĩ nữa để mà chúng ta đặt để trong đời sống của mình. Thì sau khi những điều này xảy ra, có những chi tiết chúng ta sẽ đặt thêm vào, thì Chúa Giêsu sẽ trở lại, và Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và đòi hỏi những người không có tên trong sách sự sống của Chúa sẽ bị quăng vào hồ lửa, và sự phán xét sẽ là sự phán xét đời đời. Chúng ta hiểu điều đó trong nguyên tắc, và khi chúng ta học về Antichrist và những chuyện xảy ra, so sánh với những chuyện xảy ra trên thế giới của mình, thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề này nó không còn là lý thuyết nữa, mà nó là sự quyết định mà chúng ta phải có trong hàng ngày. Điều mà chúng ta muốn bắt đầu hôm nay là cái câu phải có sự bỏ đạo đến trước. Chúng ta đã nhắc nhở điều đó, nhưng mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ về cái sự bỏ đạo này trong lời của Chúa, để thấy cái áp lực và thấy cái điều cần thiết. Tại vì một số trong con dân Chúa trong hội thánh nói chung không có được sâu nhiệm trong lễ đạo, thì nói chuyện bỏ đạo cũng không biết là nó bỏ cái gì hay là phải quyết định ra sao, và cái nó đòi hỏi mình phải đứng đi chỗ nào. Thì chúng ta muốn thấy điều đó ở đây, và so sánh với lại cái thái độ của chúng ta và sự đầu tư của chúng ta vào trong đức tin. Phải có sự bỏ đạo đến trước. Khi mà nói về cái sự bỏ đạo cuối cùng này, thì ở đây sứ đồ Phaolô nói về một sự bỏ đạo toàn vẹn, một cái sự falling away, một cái sự tuột mất, nghĩa là mình rơi xuống, mình rớt ra, mình bị cắt đi và mình không còn dính líu nữa, và sẽ xảy ra khi chúng ta đối diện với ngày của Chúa. Điều này sẽ xảy ra trước khi Chúa tái lâm. Cái thời điểm của sự bội đạo này được viết trong nhiều sách ở trong Tân Ước và trong cả Cựu Ước nữa. Sơn cho chúng ta một cái hình ảnh của một cái sự chống nghịch đối với Đức Chúa Trời, không phải chỉ là thờ ơ với Đức Chúa Trời nhưng mà chống nghịch và tranh đấu với Chúa để có thể giành quyền với Chúa và đặt để mình trên Chúa và đối diện với Chúa khi ngày trở lại trong một sự xung khắc lớn. Thì đây là cái điều kiện phải có trước khi Chúa trở lại. Thành thử khi chúng ta đọc về điều kiện thì chúng ta chỉ thấy có một cái dữ kiện mà không đòi cái điều kiện, đó là ngày Chúa cất khẩu trắng lên trên không trung. Còn tất cả những thứ khác đều có cái điều kiện phải xảy ra. Khi Antichrist hiện ra thì phải có ngày bội đạo trước đó. Rồi khi Chúa trở lại thì phải có trước cơn đại nạn, 7 năm đại nạn trước đó. Thành ra khi chúng ta sắp xếp những điều đó vào thì nó khá rõ ràng trong hệ thống của chúng ta. Khi sứ đồ Phaolô dùng chữ bội đạo thì ông nói là có một cái sự mất liên hệ, mất dính líu và với lại những lẽ đạo về Chúa Giêsu và sự sống đức tin trong Chúa, nhưng mà nó có thêm một cái thái độ của sự chống nghịch, và không phải chống nghịch mà nó có thêm cái chữ đào ngũ, cái chữ
bỏ, giống như bỏ hàng ngũ tranh đấu, mình không còn dính líu nữa, mình không còn muốn dự dự phần nữa. Và nó không phải chỉ là một vài sự yếu đuối trong đời sống cá nhân hiện tại trong Hội Thánh, sự lên xuống của Hội Thánh. Thì chúng ta trong lịch sử của Hội Thánh, trong lịch sử của Hội Thánh tại đây Anaheim, thì chúng ta cũng thấy có những ngày lên, ngày xuống, ngày đông, ngày ít. Có những lúc chăm, lúc xiên, có lúc lười biếng, có lúc khó. Thì cái đó là chuyện bình thường, mình sống trong cái sự thủy triều của đời sống đức tin. Nhưng ở đây là một cái cơn bỏ đạo rất lớn mà không có gì có thể chữa lành, chữa lại được. Nó phải là một cái mùa mà đến rồi đi, nó là một cái sự hoàn toàn mất mát. Ở trong Thiên Thư đoạn 4 thì nói là Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có kẻ bội đạo đi theo các thần lừa dối và đạo lý quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, có lương tâm đã lạ lì. Ở đây nói là Đức Thánh Linh phán tỏ tường, tức là Đức Thánh Linh muốn chúng ta biết và muốn chúng ta đo lường, muốn chúng ta nhận ra là trong thời sau rốt sẽ có, ở đây mấy kẻ thì dịch cái chữ đó thì mình chỉ có ít người, nhưng cái chữ là many, cái chữ là số đông, một số đông người sẽ bội đạo mà đi theo thần lừa dối, đạo lý của quỷ dữ. Mình thấy cái chữ đạo lý quỷ dữ thì mình tưởng là chắc là tin bùa, tin bói toán. Ở đây nó tin trong một cái hệ thống mà chống nghịch lại với Chúa, cái hệ thống độc lập với Chúa, hệ thống không công nhận Chúa, mà có sự giúp đỡ của giáo sư dối, giáo sư giả để giải thích những cái lý do tại sao mình có thể sống như vậy và mình có cái quyền sống như vậy. Hiện bây giờ chúng ta thấy cái cách họ giải thích là vì đó là cái bản chất của mình sinh ra như vậy, mình có cái bản ngã như vậy, cho nên mình có cái quyền tự do để sống như vậy, mình có thể sống trọn cái potential, cái điều mà đã được trong con người mình. Thì ở đây nó là có lương tâm đã lì. Thành thử cái sự bồi đạo này nó bắt đầu từ trong một cái hệ thống huấn luyện, hệ thống giáo dục, hệ thống sống mà chúng ta cứ đi con đường đó mà không biết là mình đang ở trong cái hệ thống của ma quỷ, thì sẽ có ngày mình không phản ứng lại được. Chúng ta có thể phải bắt đầu suy nghĩ về cái khả năng phân biệt của chúng ta. Vì những điều này nó đến ra từ một cái tấm lòng mà Kinh Thánh nói là tấm lòng evil, tấm lòng lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, có lương tâm đã lì. Cái sự lừa dối này nó không đến mà mình là người thơ ngây, nó đến khi mình có lương tâm đã lì, khi mình có tấm lòng bội nghịch. Thành thử cái sự giả dối của Antichrist nó có một cái sự đáp ứng nơi tấm lòng. Và ở đây chúng ta thấy cả thế giới số đông đi con đường đó. Chúa khi nói về những ngày sẽ xảy đến thì Chúa cũng dùng chữ này để mà giải thích cách rõ ràng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 10, khi ấy cũng có nhiều kẻ xa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lắm. Ở đây chúng ta thấy, mình thấy xa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau, ghen ghét nhau, thấy các bạn nó hơi xa lạ. Nhưng mà mình thấy cái chuyện này nó xảy ra cũng khá dễ dàng. Chuyện phản nghịch nhau, ghét nhau, nhiều khi không có cớ gì để làm mà mình thấy cũng đang xảy ra trong nhiều ngay trong Hội Thánh. Thì chúng ta phải cẩn thận lắm. Tại vì khi mình theo ý riêng của mình, ở đây nó là lawlessness is increased. Cái tội ác, cái duyên cớ riêng biệt mà nó nắm lấy cái sự chủ động, nó sẽ càng ngày càng chủ động rõ hơn. Và Chúa nói rằng lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ nguội này là để cái nó nguội, nó không còn cái sự nóng cháy, nó bị mất mát, nó bị hao mòn. Và điều đó nếu mà chúng ta thấy được từng cá nhân thì chúng ta cũng thấy rằng mình cần một chỗ để được nóng lại, để được nuôi dưỡng, kẻo không mình sẽ đóng góp trong cái sự
lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lòng. Nếu mà tôi hỏi anh chị em xoay quanh với người bên cạnh và hỏi là trong năm rồi hay là trong tuần rồi hay là trong tháng rồi, tuần rồi thì hơi ngắn, nhưng mà nói từ đầu năm đến giờ cái tinh thần của mình, lòng yêu mến của mình, sự liên hệ của mình trong lời Chúa, sự giống Chúa Giêsu của mình, nó tăng hay nó giảm, hay là nó cũng mơ mơ màng màng, nó nằm ở chỗ nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng phải có một cái sự thay đổi rõ ràng, tại vì cái ngày bội đạo nó đến, nó không có để cho mình mơ mơ màng màng. Tại vì ở đây nói rằng có một cái hệ thống nó chú ý tới, và khi sứ đồ Phaolô nói với Timôthê đối diện với những điều này trong hội thánh để dạy dỗ, thì ông đưa ra một cái list, một cái bản liệt kê rất là kinh khủng. Timôthê nhì đoạn 3: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, thất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không thiên kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, nên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con hãy trở lánh xa đi. Hãy biết là trong ngày sau rốt đây là những chuyện xảy ra, và chúng ta, ông nói là thấy soi gương, có thấy cái phần nào trong đời sống của mình không? Ngồi trong hội thánh, trong sinh hoạt của con dân Chúa chung, trong thân thể Chúa, chúng ta có thấy là có sự không tin kính, có sự khó hòa thuận, có không phao vu, không tiết độ, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, ưa thích sự vui chơi hay là hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Rồi cái câu này là cái câu nguy hiểm: bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Có đi nhà thờ, có theo tất cả mọi cái bề ngoài, nhưng mà quyền phép của đức tin thì không được bày tỏ. Thật sự ở đây đang nói chuyện gần gũi với mình lắm, chứ không phải chuyện xa vời. Và nói rằng trong ngày sau rốt thì chúng ta sẽ thấy những điều này nó tăng bội, nó đang có và nó đang lên xuống. Nhưng mà tới cái ngày khi mà Antichrist sắp sửa đến, khi mà Chúa sắp đến, thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường này nó sẽ bùng nổ lên, và nó đến một cách hết sức là rõ ràng. Thành thử ở trong sách Hebrew, tác giả Hebrew đoạn 3 câu 12 dạy rằng chúng ta phải xem xét cái lòng của mình. Tại vì khi mà mình hiểu đây là vấn đề của sự bội đạo, nó không tự nhiên mà nó đến, nó bắt đầu từ ở trong tấm lòng kín dấu. Thì hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ mà chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Ở đây dùng hai chữ là lòng giữ và cứng lòng. Cái chữ lòng giữ là an evil, unbelieving heart, cái lòng giữ chẳng tin. Rồi cái lòng giữ chẳng tin đó, nó thành ra cái lòng bị làm cho cứng cỏi, hardened by deceitfulness of sin. Tức là ở trong tấm lòng của chúng ta là cái chỗ mà sự bội đạo nó đến và nó sẽ bành trướng. Và điều mà chúng ta phải làm là phải giữ lấy, vì nói rằng kẻo ai trong anh em có lòng giữ chẳng tin mà trai bỏ. Thành thử với cái sự bội đạo nó đến, sự thử thách đức tin, nó có cái phe của quân địch nó nằm sẵn trong tấm lòng. Và nếu chúng ta không có bài trừ điều đó thì ngày đó tới thì chúng ta dễ bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Tại vì ngày đó sẽ tới, và chúng ta sẽ thấy là ở trong phi rơ nói rằng cái ngày đó thì sẽ có nhiều kẻ ở bên ngoài, nó sẽ dạy dỗ, nó dùng nhiều thứ, nó khuấy động một cái tư tưởng để mà chống nghịch lại với Chúa. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình, mà đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúa tới làm sao? Chỗ nào là lịch sử của chúng ta đi theo cái hệ thống của nó? Họ có những cái cách để nói và họ dùng lời giễu cợt. Nhưng mà cái giễu cợt đó không phải là giễu cợt cho vui, để mà làm cho buồn cười.
nhưng là theo tình dục riêng của mình, cái lời nói móc, lời nói tạo khó khăn để cho chúng ta đặt câu hỏi với lời của Chúa mà rung động trong niềm tin. Giống như khi con rắn tới nói về trong sự cám dỗ với Eva và Adam, thì nói Chúa có nói vậy không? Lời Kinh Thánh có rõ như vậy hay không? Và khi chúng ta bắt đầu rung động trong bị khó khăn trong lời của Chúa, thì chúng ta sẽ đi tuột cái con đường mà cuối cùng tất cả những người xung quanh trong sự bỏ đạo đều đi con đường đó. Ở trong sách Giu-đê, ông nói là một điều mà chúng ta phải làm, phải nhớ lại những lời mà Chúa dạy chúng ta, kẻo khi mà chúng ta quên mà để ra ngoài. Thì ông nói rằng anh em là kẻ yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Giêsu Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng trong thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó gây lên phe đảng và thuộc về tánh xác thịt, không có đức tin. Sẽ có phe đảng, sẽ chia ra nhiều thứ và nhiều người sẽ có nhiều ý kiến, và cuối cùng nó sẽ tới một cái sự bỏ đạo massive. Chúng ta thấy cái sự bỏ đạo này trong cái tính cách giới hạn ở trong hội thánh địa phương, trong đời sống cá nhân. Nhưng mà ở trong cái sự bỏ đạo cuối cùng này, nó là sẽ là một điều mà không thoát được. Những người hầu việc Chúa sẽ thấy có sự nguội lạnh của tất cả anh em trong hội thánh. Những sự tăng tiến nó không còn nữa, mà cái sự thụt lùi nó đi nhiều hơn. Nếu chúng ta có hầu việc Chúa hiện tại, chúng ta thấy làm thì nó không lớn, mà cứ đụng tới thì nó tuột đi. Cái số người nóng cháy thì ít, mà còn thiếu thêm. Những người nguội lạnh thì càng ngày càng đông, càng ngày càng cứng lòng. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta đứng nổi để hầu việc Chúa tiếp tục, hay là chúng ta cũng bị dính vào trong cái chỗ người ta nguội mình nguội theo, người ta bỏ mình bỏ theo, người ta khó khăn mình cũng khó khăn theo. Tại vì nếu mình không có đứng trong cái chỗ như tôi nói, có cái sự hiểu biết về Antichrist và những đời sống liên hệ với Antichrist trong thời điểm cuối cùng, thì chúng ta lúc cái sự tương tự nó tới, rất khó để mà đứng vững. Nhưng mà chúng ta không muốn so sánh cái chuyện khó khăn mà chúng ta đối diện hiện tại với cái ngày của sự bỏ đạo. Tại vì sự bỏ đạo là cái sự toàn vẹn của thế giới, của hệ thống, của sự liên hệ với lời Chúa, sự liên hệ với nhau trong hội thánh, sự liên hệ với chính Chúa, và nó nối kết trực tiếp với lại ngày Chúa trở lại. Khi có sự bỏ đạo này xảy ra, thì chúng ta biết kế tiếp là Antichrist sẽ hiện ra. Và khi Antichrist hiện ra thì chúng ta sẽ thấy sẽ có cái sự lừa dối kinh khủng mà vượt hết tất cả mọi cái khả năng mà chúng ta có thể đối diện. Nghĩa là không ai có thể đứng nổi trong cái ngày bội đạo này. Và trừ ra là Chúa cứu, Chúa giữ, thì không ai có thể giữ đức tin của mình được. Thành thử chúng ta để điều đó để mà trong sự suy nghĩ của mình. Khi mình thấy rằng ngày bội đạo đến, thì chúng ta được một điểm chắc chắn, đó là người tội ác, con của sự hư mất cũng sẽ hiện ra, tức là ngày của Antichrist. Và khi ngày Antichrist hiện ra thì chúng ta còn 7 năm nữa thì Chúa sẽ trở lại. Chúa ban cho chúng ta một cái lịch để nói về ngày Chúa trở lại. Cái lịch đó là cái lịch mà tất cả mọi người chúng ta cần quen thuộc để biết, để trong sự suy nghĩ. Và khi chúng ta sống hàng ngày, chúng ta coi lịch để làm gì bữa nay, coi lịch, coi tuần sau làm gì, tháng sau làm gì,
coi coi lúc nào anniversary đi đi mua quà chứ không gây khó khăn. Sinh nhật ai đó mình quên, gặp nói chuyện cũng không biết nói làm sao. Nhưng mà ở đó thì những cái chuyện bình thường, chúng ta có một cái lịch mà nói về chương trình của Chúa. Lịch đó nói về ngày Chúa đến lần đầu tiên để chịu chết trên thập tự giá, đồng thời cũng nói về cái ngày Chúa trở lại. Thì chúng ta gọi đó cái lịch là 70 tuần, lịch 70 tuần lễ của Daniel đoạn số 9, The 70 Week Prophecy. Và ở đây thì nói những cái chi tiết rất là rõ ràng. Chúng ta đọc từ câu 24 của Daniel đoạn số 9. Chúng ta sẽ thấy rằng khi mình hiểu cái những cái symbol, những cái dấu hiệu mà mình thay thế những dấu hiệu đó và vô bằng cái số mà mình thấy được, thì nó hóa ra cái câu nói cái lịch này cũng dễ đọc, cũng dễ thi hành. Nếu mà tôi đọc thì mà mình thấy cái tuần lễ thì mình để vô là 7, là 7, hễ một tuần là bằng 7 năm. Và ở đây cái số 5 được so sánh bằng số tuần. Có 70 tuần lễ, tức là 70 lần 7 năm, tức là 490 năm định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm pháp, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức giàu cho đấng rất thánh. Tức là ở đây nó là tổng cộng cái thời gian mà Chúa sẽ cho hội thánh, cho dân sự Chúa để thi hành cái công việc mà Chúa giao phó, nghĩa là ngăn sự phạm pháp, trừ tội lỗi, làm sạch gian ác, đem sự công bình đời đời vào. Nghĩa là cái ngày, cái lịch này nó sẽ thẩm định tới cái ngày cuối cùng, chấm dứt cái lịch sử của con người. Thì bắt đầu như thế nào? Người khá biết rằng, khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem, tức là cái điểm bắt đầu là cái lệnh tu bổ xây lại thành Jerusalem, và cái thời hạn là cho đến đấng chịu sức dầu, tức là đấng Messi đó, là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, tức là có 7 nhân cho 7 năm, 49 năm, rồi cộng theo 62 nhân cho 7 thành ra 434 năm. Thì thành đó sẽ được xây lại, có đường hố và hào trong khi khó khăn. Rồi sau 62 tuần lễ, tức là sau cái phần mà gọi là 62 tuần, thì đấng chịu sức dầu, tức là đấng Messi, sẽ bị trừ đi, sẽ bị giết và không còn gì, tức là Chúa sẽ chết. Tức là ở đây nói rõ ràng từ lúc nào cho tới lúc, từ lúc bắt đầu cho tới lúc Chúa chết thì có ba, trong cái lịch mà Chúa, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì có ba phần, bảy nhân cho 7, 62 nhân cho 7 và 1 nhân cho 7. Tức là chúng ta có 49 năm cộng 434 năm cộng 7 năm thì tổng cộng là 490 năm. Và 490 năm này là năm prophetic year, tức là có 360 ngày một năm. Thì cái điểm bắt đầu thì rõ ràng là từ khi ra lệnh tu bổ xây thành Jerusalem, thì cái lệnh tu bổ xây thành Jerusalem thì được ban cho Nehemi từ vua Artaxerxes vào đầu tháng Nisan năm thứ 20 của Artaxerxes, ở đây trong đoạn 2 của Nehemi. Chúng ta xem lịch dịch ra thì đó là trong tháng 3 ngày năm Tây, tháng 3 năm 444 BC. Và cái phần đầu tiên có 49 năm, tức là 49 năm từ ngày đó thì sẽ làm xong sách cựu ước. Rồi sau đó 400 năm yên lặng rồi Chúa sẽ sanh ra. Thì cái ngày mà nói lên là sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi, sẽ không có chi hết. Tức là cái ngày mà Chúa Giêsu sẽ vào thành Jerusalem trong lễ, trong gọi là tuần lễ thương khó của Chúa. Thì chúng ta thấy có theo cái ngày và theo cái năm đây thì 173.880 ngày cộng vào trong tháng ngày 5 tháng 3 năm 444, chúng ta sẽ đến ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa. Thì đó là cái ngày Chúa vào thành Jerusalem để trong thứ sáu đó chịu thương khó.
Tức là ở đây nói rất rõ ràng là có cái lịch mà từ khi khởi đầu cho tới cái ngày Chúa vào thành Jerusalem để lên thập tự giá chịu thương khó vào trong thứ sáu trong tuần đó, thì đã được thiết lập, và sau đó Chúa Đấng Messi bị cất đi. Thì còn lại là gì? Còn lại là một đơn vị 7 năm. Tức là chúng ta nói còn 7 năm trên cái lịch đó. Thì 7 năm đó thì lúc bắt đầu thì sẽ được thiết lập như thế này. Sau 62 tuần lễ, đấng chịu sức dầu bị trừ đi sẽ không còn chi hết, thì có vua của vua, có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành nơi thánh. Tức là có một cái dân mà đây nói về một vua tương lai. Vua tương lai đó lát nữa chúng ta sẽ thấy chính là Antichrist. Thì dân đó sẽ đến và hủy phá thành và hủy phá đền thờ. Và cái sự chiến tranh nó sẽ như nước ngục lập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng. Những sự hoang vu đã định. Nghĩa là sự tranh chiến trong cái cơ cấu này nó sẽ xảy ra cho đến cuối cùng. Thì chúng ta sẽ biết đó là thiết lập của thời đại hội thánh. Ở trong cựu ước, các tiên tri không thấy, không biết về thời đại hội thánh. Đây là sự mặc khải của các sứ đồ. Thì khi mà họ nói về Chúa tái lâm hay là Chúa đến, thì họ thấy nhiều khi cả lúc Chúa Giáng sinh cho tới lúc Chúa trở lại thành ra một chiều, giống như mình nhìn hướng này thì mình chỉ thấy nó chồng lên với nhau. Khi ở trong cửa thì chúng ta có cái nhìn ngang, chúng ta mới thấy có thời đại hội thánh. Thì thời đại hội thánh bắt đầu từ khi Chúa sống lại, hay là ngày lễ ngũ tuần mà Thánh Linh hiện xuống. Tới năm 70, tức là cái thời điểm transition giữa cựu ước với tân ước nó thành toàn, khi quân đội La Mã hủy phá thành Jerusalem, dẹp sạch đền thờ và tản lạc người Do Thái ra khỏi đất hứa. Thì ở đó nói rằng có dân của vua hầu đến để hủy phá thành và nơi thánh. Thì ở đây chúng ta thấy vua hầu đến đây là chính là Antichrist, the people of the prince who is to come. Và thành ra ông có mặt trong cái phần chi tiết này. Thì thời đại hội thánh sẽ chấm dứt khi Chúa đến các hội thánh lên không trung, và hội thánh sẽ ở lên với Chúa. Thì còn lại là 7 năm. Thì 7 năm đó bắt đầu như thế nào? Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Tức là người tức là vua hầu đến đó, tức là Antichrist, lúc này sẽ được hiện ra. Và chúng ta thấy người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ. Đến giữa tuần lễ ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Kẻ bị phát sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Nó hơi nhiều khen chút xíu, nhưng mà chúng ta đọc một tí thì cũng thấy rõ cái chữ người này rõ ràng là người của vua hầu đến, tức là nói về Antichrist. Và bắt đầu là sẽ là lập một giao ước vững bền với nhiều người, tức là sẽ làm một cái giao ước và liên hệ tới dân Do Thái. Tại vì ở đây đang nói trong cái khung cảnh là 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi. Tức là cái sự này nó phải hoàn thành đối với dân Do Thái. Thì ở đây sẽ lập một hiệp ước hòa bình đối với dân Do Thái, bảo đảm trong 7 năm với tất cả, với nhiều nước. Tức là sẽ có một hiệp ước nói về sự hòa bình của dân Do Thái ở tại vùng đất Trung Đông. Mà mình thấy hiện bây giờ tất cả thế giới đang tranh đấu để thực hiện điều đó, và càng ngày càng cấp bách hơn. Thì sẽ bắt đầu, tức là khi 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu bởi cái giao ước, một cái hiệp định hòa bình liên hệ tới dân Do Thái được thiết lập với nhiều nước, và sẽ được thiết lập trong vòng 7 năm, để bảo đảm trong vòng 7 năm. Thì giữa 7 năm đó thì Antichrist sẽ bỏ cái giao ước đó và bước vào trong đền thờ và làm gọi là cái sự gớm ghiếc và giận dữ đổ lên hoàng vu. Ông thực hiện một điều mà Kinh Thánh nói là rất là điều gớm ghiếc, thì abomination đối với Chúa.
Tức là câu mà Sư Đồ Phaolô giải thích cho người cho tín hữu tại thành Thessalonica. Tức là kẻ đối người tôn mình lên trên mọi sự, người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại đất, rất đổi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Antichrist sẽ vào đền thờ và tự xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt mọi người, bắt dân Do Thái, bắt tất cả mọi người trên đất thờ phượng mình là Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ thấy điều đó trong trong chi tiết. Thế nên chúng ta thấy là ở đây thiết lập cái người với người chống nghịch này thì sẽ bắt đầu 7 năm đại nạn với là một cái giao hiệp ước hòa bình. Hiệp ước hòa bình đó sẽ bị bỏ đi trong sau khi 3 năm rưỡi, và ông sẽ đòi hỏi tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là dân Do Thái, phải thờ phượng mình. Khi chúng ta nói về cái precision, cái sự chính xác của lời Chúa, thì chúng ta thấy ở đây được nhắc đi nhắc lại nhiều chỗ. Tôi muốn đọc một vài câu nữa để chúng ta thấy cái ngôn từ của Kinh Thánh rất là chính xác. 7 năm chia 2 là 3 năm rưỡi, phải không? Thì ở đây Kinh Thánh nói về 3 năm rưỡi thì dùng chữ như thế này. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 25, vua sẽ nói, vua tức là Antichrist sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi ra thời kỳ và luật pháp, các thành sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Một kỳ tức là một năm, những kỳ tức là thêm 2 năm, và nửa kỳ tức là nửa năm, tức là 1+2 cộng nửa, một nửa tức là 3 năm rưỡi. Thì rõ ràng ở đây nó là trong 3 năm rưỡi sau khi đã thiết lập cái hệ thống đòi hỏi mọi người phải thờ phượng, thì trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Trong đoạn 12 của Daniel câu 7 cũng vậy. Ta nghe người mặc vải gai, tức là một thiên sứ đã đến để báo cho Daniel về chương trình của Chúa. Đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đấng hàng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Ở đây Kinh Thánh nói rằng khi mà bắt đầu cái sự hiện hữu của Antichrist vào trong đền thờ của Chúa tại Jerusalem đòi mọi người thờ phượng, thì chắc chắn 3 năm rưỡi sau đó thì tất cả sự này đều xong. Tức là Chúa sẽ trở lại và sẽ ngày kết thúc. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 14 cũng vậy, nói về dân Do Thái. Nhưng khi dân Do Thái, Israel được ban một cặp cánh chim phượng hoàng, đàn bay về nơi đồng vắng là chỗ ăn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, sẽ lánh xa mà con rắn. Thì dân sự Chúa bị bắt bớ, phải trốn vào trong đồng vắng. Thì Chúa bảo toàn họ trong vòng 3 năm rưỡi. Mà nếu như vậy chưa thấy rõ thì Kinh Thánh nói thêm là 3 năm rưỡi là 1260 ngày. Và dùng cái chữ 1260 ngày để nói về cái chương trình của Chúa. Tôi không đọc điều đó, nhưng mà anh chị em thấy được trong Khải Huyền đoạn 11 câu 3, đoạn 12 câu 6. Hay là nói cũng cái thời điểm đó là 42 tháng. Thì trong Khải Huyền đoạn 12 nói về Chúa cho thì giờ 42 tháng. Đoạn 13 câu 5, 42 tháng. Cho nên cái thì giờ ở trong Kinh Thánh nó nói rất là rõ ràng. Chúng ta thấy được là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu với hiệp ước hòa bình mà Antichrist sẽ ngạc nhiên cả toàn thể thế giới là ông thiết lập được cái hiệp định hòa bình này. Và trong vòng 3 năm rưỡi, 1260 ngày, 42 năm, ông sẽ cai trị thế giới và đòi hỏi mọi người đầu phục. Thì bắt đầu như thế nào? Chúng ta nói cái sự bắt đầu đó thì rõ ràng trong 7 năm đại nạn với cái hiệp ước hòa bình. Nhưng mà ở đây khi bắt đầu như vậy thì chúng ta sẽ thấy Antichrist được với nhiều quyền hạn và nhiều ảnh hưởng trên toàn thế giới. Antichrist gain worldwide power and influence. Cái tiến trình này được chỉ ra ở trong sách Khải Huyền đoạn số 6 và đoạn 13. Chúng ta đọc để thấy. Ở
đây nói rằng khi chiên công mở ấn thứ nhất trong bài ấn, tức là khi Chúa bắt đầu cái tiến trình của sự phán xét thế gian, thì tức là 7 năm đại nạn đó, khi mà Chúa mở ấn ra, tức là bắt đầu cái thời kỳ đại nạn, thì đoạn 6 câu 1 khải huyền: tôi nhìn xem khi chiên công mở ấn thứ nhất trong bài ấn, thì tôi thấy một trong 4 con sinh vật, tức là 4 thiên sứ, nói tiếng như sấm rằng hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Nói về Antichrist sẽ được trình bày khi Chúa bắt đầu sự phán xét, tức là Chúa bắt đầu chương trình 7 năm đại nạn, thì Antichrist sẽ xuất hiện, và xuất hiện trên con ngựa bạch, tức là giống như một anh hùng. Antichrist đối với thế giới là một anh hùng, và ở đây thì được giao phó, được ban cho một cái cung. Người cưỡi ngựa có một cái cung, không nói là có mũi tên, chỉ nói có cái cung, tức là có cái quyền, có cái khả năng để cai trị, và nói thêm là người có một cái mão triều thiên, tức là có một cái sự có cái quyền cái lãnh đạo, và là đã thắng và lại đến đâu cũng thắng. Tức là khi ông bắt đầu thì ông làm một cái hiệp định hòa bình, và cái ảnh hưởng rất là lớn trên toàn thế giới, đi đâu cũng thắng, đi đâu cũng có thể chinh phục. Ở trong đoạn 13 thì nói tiếp trong câu 7 câu 8: nó, tức là Antichrist, được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị trong mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, và là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ tuổi của sáng thế. Tức là những người mà không được Chúa biệt riêng ra cho sự cứu rỗi trong sự chọn lựa ân điển của Chúa, thì tất cả đều thờ phượng Antichrist. Tất cả đều phục dưới quyền. Ở đây nó là mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, mọi nước. Cái câu đó thường dành cho Chúa Giê-xu, nhưng mà câu này thì được nói về Antichrist. Tại vì được giao phép cùng các thánh đồ và được thắng. Tức là tất cả những người tin Chúa sẽ bị dưới quyền Antichrist, sẽ bị bắt bớ, sẽ bị giết. Và tất cả mọi nước, mọi người khác đều phải thờ phượng. Antichrist đòi làm cách nào để mà đòi hỏi phần này. Nhưng điều mà chúng ta muốn thiết lập mà chúng ta đã nói rồi đó, thì có một điều mà ông làm, tức là ông xưng mình là chính là Đức Chúa Trời. Cái phần Kinh Thánh ở trong Thessalonica nói rõ lắm, là tức là cả đối địch, tức là cái người chống nghịch lại với Chúa, tôn mình lên trên mọi sự, và người ta xưng là Đức Chúa Trời. Nghĩa là mọi người mà có tin, bất cứ niềm tin nào, bất cứ tôn giáo nào, đều bị dưới ảnh hưởng của Antichrist. Ông đều bỏ hết đạo Phật, đạo Hồi, đạo gì, đều phải thờ phượng Antichrist. Và ông sẽ vào đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và tự xưng là mình, và đặt mình ngồi trên ngôi. Ở đây thì khi Chúa nói về điều này, thì Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 khi Chúa nhắc điều này, thì Chúa nói đây là điều phải đặc biệt chú ý, tại vì khi chúng ta thấy chuyện này xảy ra thì nó không còn nghi ngờ gì hết. Trong câu số 15: khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi. Tức là cái sự gớm ghiếc tàn nát, khi mà thấy Antichrist vào trong đền thờ thì mà đấng tiên tri đã nói. Nhưng mà ở đây khi mà Chúa phán điều đó thì không biết là khi tác giả là Matthew ghi lại, thì ông muốn nhấn mạnh, cho nên ông mở cái ngoặc, ông nói là ai đọc phải để ý, hay là đây là khi Chúa nói những điều này thì Chúa muốn nói với hội thánh là những người sẽ đọc những lời này. Thì ở đây nói là khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri đã nói, ai đọc phải để ý. Tức là nhấn mạnh thêm, thì ai trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, và nói về những ngày đó. Chúa nói khi mà cái ngày này xảy ra, khi cái thời điểm này xảy ra, thì
chúng ta phải phải biết rằng đây là chương trình của Chúa, chương trình thẩm định của Chúa, và nó chắc chắn xảy ra. Và xảy ra một cách hết sức là rõ ràng trong Khải Huyền đoạn 19 câu 20 là con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ nó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hiện tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng vào lửa chim cháy bừng bừng. Chúng ta sẽ nói về sự phán xét của Antichrist sau, nhưng mà ở đây nói rằng nó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hiện tượng nó. Tức là cái sự lừa dối này nó đi toàn cả thế giới, và cái sự lừa dối này tới mức mà hoàn toàn không thể chống lại được. Tất cả những người đều phục dưới quyền của Antichrist, trừ ra những người thuộc về Chúa. Cho nên cái sự bắt bớ những người tin Chúa trong thời đại của cơn đại nạn thì rất là lớn. Chúng ta biết khi Chúa cất hội thánh lên không trung thì không còn ai thực sự tin Chúa mà ở lại. Nhưng hội thánh vẫn còn ở lại, những người có mặt trong hội thánh mà không tin Chúa thật vẫn còn đi nhóm. Và họ sẽ có những người sẽ ăn năn trở lại và tin nhận Chúa. Nhưng mà cái giá trả rất lớn, rất cao để làm người tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, nó là được quyền làm trong 42 tháng, và nó mở miệng nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó là được giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, mọi nước, trong Khải Huyền đoạn 13. Matthew đoạn 24, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn, những ngày ấy sẽ được giảm bớt. Tức là cái sự bắt bớ cái hội thánh, bắt bớ những người tin Chúa, kinh khủng, không có cách nào mà mình có thể. Cái chữ bắt bớ ở đây là wear down the sin of the highest one. Tức là làm cho hao mòn, làm cho kinh khủng, làm cho mất mát. Và đây là cái phương cách mà Antichrist sẽ bắt bớ hội thánh. Thì bắt bớ trong cái phương diện nào? Chúng ta sẽ thấy rằng cái phương cách là phương cách của bắt bớ vào trong đời sống kinh tế và những cái quyết định hàng ngày của chúng ta. Ở đây thì nói rằng mang dấu của con thú. Mà nếu khi mà đối diện với Antichrist thì cái sự cai trị của Antichrist gọi là absolute. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 9 câu số 10 thì nói rằng ai có tai hãy nghe, tức là chú ý đây. Nếu ai bắt người làm phu tù, người bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. If anyone is destined for captivity, captivity he goes. If anybody kills with the sword he must be killed. Nghĩa là với Antichrist, khi mà Antichrist nói bị giết là bị giết, không sao thoát được, bị bắt là bị bắt, bị ở tù là ở tù. Và cái quyền của Antichrist rất là lớn rộng, và nó đòi hỏi một điều, cái phương cách nó làm. Thì trong Khải Huyền đoạn 13 câu 16, nó khiến mọi người nhỏ, lớn và giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của con thú tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số của con người, số nó là 666. Tức là có một cái hệ thống mà Antichrist sẽ chủ động trên mọi sinh hoạt kinh tế. Hiện bây giờ mà mình có credit card, mình đi ra mà mua không được là thấy cũng khó khăn. Và lấy tiền ra trong công mà không lấy được thì cũng không biết lấy tiền ở đâu mà xài. Đi vô tiệm mua gì cũng nó cũng cho mua. Mà hiện giờ những chuyện đó đang xảy ra. Và có cái hệ thống nó cho điểm mình. Khi mình ra mình gây lộn với hàng xóm thì nó bớt điểm. Có những tiệm nó không cho mình mua. Có những hệ thống ở bên Trung Quốc hiện bây giờ, social credit,
nó đến, nó recognize mình đi đâu cũng biết là mình là ai, mình làm gì cũng bị kiểm soát. Ngay cả ở bên nước mình thì cũng có sự kiểm soát trên căn cước. Và có những nước thứ ba mà mình nghĩ là ở đó chả bao giờ sẽ chuyện xảy ra, nó là xảy ra trước. Thì rõ ràng là cái hệ thống nó đang thiết lập. Và nếu mình nhìn vào vấn đề tổ chức chính trị trên thế giới, tổ chức kinh tế trên thế giới, sự liên hệ của các nước, sự liên hệ của technology, của AI, tất cả những gì mà nó đang xảy ra trong thời điểm của mình. Thì giống như mình đánh cờ tướng, mình thấy sắp sửa chiếu tướng rồi. Mà nó không còn mơ mộng lâu dài để mình suy nghĩ, mình phải biết cái thời điểm. Và lý do mà Kinh Thánh nói rất rõ là 7 năm nó xảy ra, 3 năm rưỡi nó xảy ra, 1260 ngày xảy ra, 42 tháng xảy ra. Là để cho mình không có tưởng tượng cái chuyện đây là chuyện mơ hồ. Chúa nói và Chúa sẽ làm rất là căn bản, rất là chính xác. Và cái sự chọn lựa của một người để chọn cái dấu của con thú, tức là chọn nghịch lại với Chúa và chọn thờ phượng đấng thờ phượng Antichrist thay vì thờ phượng Chúa. Và ở đây thì lời Kinh Thánh trong Khải Huyền Đồng 14 câu số 9 là một thiên sứ khác vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu mạnh thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ của Ngài, sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt con chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Tức là sẽ bị trừng phạt giống như Antichrist, sẽ bị quăng xuống hồ lửa, sẽ bị ở ngoài Chúa. Câu trong Khải Huyền Đồng 20 câu số 4: tôi lại thấy những ngai, những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Cái đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém với sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán trên tay, các người ấy được sống và trị vì bởi Đấng Christ trong 1000 năm. Tức là khi chúng ta đối diện với Antichrist, chúng ta chọn lựa một sự cuối cùng. Nhưng mà mình chú ý tới cái sự chọn lựa đó, nó không phải là chuyện gì xa lạ với mình. Hiện bây giờ mình đi làm, mình lãnh lương, mình về, mình sử dụng đời sống, mình thấy đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi mình phải chọn lựa là không thể có cái bình thường đó khi có đức tin. Nếu mà sống trong đức tin thì không thể sống đời sống bình thường như mọi người, không thể mua bán như mọi người, không đi làm như mọi người. Mình có con mà sinh ra 6 tháng, bây giờ đi nó cần sữa ra tiệm, không ai bán sữa. Mình phải chọn lựa là một là bỏ đức tin để nuôi con, hai là phải chọn cái đức tin. Mình nghĩ thì mình tưởng tượng là không biết mình sẽ làm như thế nào. Nhưng mà cái đức tin của người tin Chúa ở trong 7 năm đại nạn, nó là cùng một cái bản chất của đức tin của những người hiện tại trong hội thánh trước khi Chúa cất lên hội thánh lên. Nghĩa là nếu mà đức tin thử của những người thật sự tin Chúa trong 7 năm đại nạn thì cũng là đức tin thật của những người hiện sống. Nghĩa là chúng ta nói rằng nếu mà phải chọn lựa thì chúng ta, nếu là những người thật sự trong hội thánh Chúa có đức tin thật, sẽ chọn Chúa dầu mất hết tất cả, dầu phải chọn để không mang dấu con thú, để không thể có công việc bình thường, không có chỗ ăn uống đàng hoàng, không có một đời sống như mọi người, mà nghĩa là bị giới hạn trăm phần. Mình vẫn chọn Chúa tại vì đó là bản chất của đức tin. Thì có đúng không? Nếu mà cái sự chọn lựa đó được đưa ra cho chúng ta bây giờ, mà chúng ta phải chọn lựa thì chúng ta chọn lựa như thế nào? Mình nói mấy người đó ở trong cơn đại nạn mới phải chọn. Nhưng mà cái bản chất đức tin nó the same. Những người linh hồn của những kẻ chẳng thờ lễ con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán trên tay, các người được sống và trị vì với Đấng Christ 1000 năm. Chúng ta là những người ở trong Chúa cũng sẽ sống và thờ phượng Chúa cai trị với 1000 năm. Thì cái bản chất đức tin nó cũng sẽ được bày tỏ cách tương tự. Dù chúng ta chưa có bị đòi hỏi, nhưng mà hiện tại có những cái quyết định trong đời sống mình nó nhỏ thôi, nhưng mà nó trên cái nguyên tắc của điều này là có cái gì trong đời sống của chúng ta quan trọng hơn Chúa,
nó đòi hỏi chúng ta quyết định ngược lại với lại đức tin, ngược lại với lời của Kinh Thánh, ngược lại với những gì mình đã học, ngược lại những gì mình đã biết từ nơi Kinh Thánh. Thì điều đó cho mình thấy rằng mình chọn cái dấu hiệu của con thú. Mình chưa có khắc lên trên trán, mình chưa đeo lên tay thôi. Nhưng mà nếu mà nó chỉ cái súng, nó chỉ cái nó nhấn cái nút delete your account, delete your ID, sẽ không còn sinh hoạt được ở trong xã hội này nữa. Thì mình chọn ai? Mình chọn đức tin hay là mình chọn đời sống hiện tại? Tại vì cuối cùng, đây là một cái final test of faith for believers during tribulation, cho tất cả những người tin Chúa trong cơn đại nạn. Nhưng mà nó là tiêu điểm chung để chọn lựa cái sự sống hiện, sống tồn tại trong hệ thống tạm bợ của đời này, hay là sự sống vĩnh cửu trong Chúa. Mình chưa đối diện với cái sự chọn lựa đó, nhưng mà mình được cho thấy cái possibility, cái chỗ đứng thực sự của mình. Cho nên khi chúng ta soi gương, chúng ta sẽ thấy là điều này nó đòi hỏi chúng ta có một cái thái độ rõ ràng, dứt khoát. Ngay trong một cái quyết định mà khi chúng ta nói về lập gia đình, thì trong Kinh Thánh nói rằng nếu mà là độc thân thì không nên lập gia đình nếu mà không thiết lập được cái điểm chính yếu này. Đó là không có phân tâm trong sự hầu việc Chúa, không có sự sống cho Chúa. Ở trong sách Cô-rinh-tô đoạn 7 thì nói rằng nếu mà độc thân hay là mà muốn lập gia đình thì phải bảo đảm một điều trước Chúa, đó là không có undivided devotion. Làm sao để không có bị phân tâm trong sự hầu việc Chúa? Mà nếu mà cái gì làm cho mình phân tâm thì đừng có làm, ngay cả là cái việc lập gia đình. Thì mình khuyên, mình nói, mình chỉ, nhưng mà các bạn trẻ thì dạ ừ, rồi lấy nhau thì cũng quên thuốc mấy cái lời đó. Mình sẽ sống theo cái ý của mình. Nhưng mà cái tiêu chuẩn được đặt ra cách rõ ràng. Thì hiện tại cũng vậy, chúng ta chưa có phải đối diện với Antichrist. Nhưng mà cái bản chất của sự chọn lựa nó giống nhau. Và nếu hôm nay trong cái sự đối diện với Antichrist trong chỗ này, mà chúng ta cần thiết phải quyết định, thì anh chị em nghĩ mình đứng chỗ nào? Sư đồ Phaolô khi đối diện với các tín hữu tại Thessalonica và biết họ đang gặp khó khăn, họ đang đối diện với một cái sự chọn lựa của đức tin, thì ông nhắc lại là anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những điều này sao? Và hiện anh em biết rõ điều mà đáng lẽ là nó xảy ra, nhưng mà vì có điều làm ngăn trở hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ thôi. Thì tôi đã dành điều này cho kỳ tới chúng ta học. Nghĩa là hiện anh em biết là nó có thể xảy ra cho anh em trong cái nguyên tắc mà nó sẽ xảy ra cho thời kỳ cuối cùng. Thì anh em biết rằng cái sự chọn lựa của anh em nó phải phản ảnh được cái quyết định tương tự. Thì tôi muốn chúng ta ngừng lại để mà hỏi điều này. Nghĩa là mặc ai dùng cách nào thì cũng đừng để họ lừa dối mình. Dù chúng ta đối diện với mọi điều thì chúng ta không bị lừa dối. Chúng ta biết thứ tự ưu tiên, thứ tự xảy ra trong mọi chương trình. Khi sự bỏ đạo đến, nó ảnh hưởng như thế nào? Và nó dễ dàng là để chúng ta bị rung động như thế nào? Thì chúng ta biết rằng cái sự bỏ đạo đó, nếu mà chưa tới cái thời kỳ tột đỉnh thì nó cũng đang hoạt động trong đời sống của con dân Chúa, trong hội thánh, trong môi trường sống hiện tại. Và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, Antichrist, thì chúng ta biết là chưa hiện ra, tại vì cái thời điểm của Chúa chưa tới. Nhưng mà chúng ta biết cái phương cách Antichrist làm việc và cái sự chọn lựa
khi chúng ta đối diện với Antichrist. Tức là chúng ta đang đối diện với Antichrist trong trong thế giới của chúng ta hiện tại. Cái thần của Antichrist đang đang sống trong mạnh mẽ trong thế giới của hội thánh Chúa. Chúng ta thấy điều đó ở trong trong sách thuộc sách Giăng mà chúng ta đã đọc. Chúng ta thấy đây không phải là cái chuyện lạ gì. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Giêsu Christ lấy các thịt mình ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Giêsu chẳng phải là Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con hiện nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Các thần kẻ địch lại Đấng Christ, thần của Antichrist, cái thái độ, cái hệ thống mà Antichrist sẽ thiết lập cho cả thế giới, thì các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi. Cái nguyên tắc sống cho Antichrist nó đang hoạt động. Chúng ta có thể đang chọn Antichrist mà vẫn đi nhà thờ, đang chọn Antichrist mà vẫn hầu việc Chúa trên cái căn bản của con người nhìn bên ngoài. Như chúng ta thấy là sẽ có cái vẻ bên ngoài nhưng không có quyền năng của sự sống của đức tin ở trong Chúa. Nó có một cái chỗ bày tỏ rõ ràng và chúng ta đang được Chúa nhắc nhở là hãy xem chừng đừng có bị lừa dối, tại vì đây là cái sự thật mà chúng ta mỗi người đều phải quyết định. Nhưng chúng ta học hỏi điều này để được quyết định trong ân sủng Chúa, tại vì Chúa nói Chúa sẽ giữ những người thuộc về Chúa, những người Chúa chọn, những người mà Chúa sẽ bày tỏ bản chất của Chúa và con đường của Chúa và giá trị của Chúa và sự giống Chúa Giêsu sẽ được bày tỏ trong con người đó. Mà chúng ta cũng đã học qua vì đức tin anh em tấn tới, lòng yêu thương của mọi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng thêm. Chúng tôi vì anh em mà khoe mình cùng với hội thánh của Đức Chúa Trời, tức là ông nói là anh em bày tỏ cái chứng cớ của sự sống trong Chúa Giêsu và anh em sẽ đối diện với những sự chọn lựa và tiếp tục bày tỏ những chứng cớ đó. Thì điều đó khuyên anh em càng mạnh mẽ càng thêm. Nhưng mà đừng có để ai lừa dối mình để mà cuối cùng khám phá rằng cái mình tưởng thật là không phải thật. Cái mình đeo đuổi nó là chuyện bên ngoài. Mình không có cái quyền năng thật của Chúa. Và thực sự chúng ta đều biết cái cách mình đối diện, cách mình chọn lựa. Ở dưới hệ thống của Antichrist cuối cùng hay là ở dưới sự đầu phục Chúa và dân trọn cho Chúa, dù trong thế gian này không còn gì để chúng ta đeo đuổi cầm giữ. Nhưng mà có phải đây là cái câu hỏi mà chúng ta cần nghiêm chỉnh đem về tối nay nói chuyện với Chúa, nói chuyện với vợ, với chồng, nói chuyện với con cái để coi rằng khi sự quyết định nó phải đến và chúng ta phải chọn dấu của con thú hay là dấu của con Đức Chúa Trời thì chúng ta không có cái gì ngần ngại, không có gì thắc mắc. Chuyện đương nhiên phải chọn vì chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta đã bày tỏ cái bằng cớ của cái sự chọn lựa này trong quá khứ và sẽ sống đúng theo cái sự chọn lựa đó trong tương lai. Thì mình đầy sự vui mừng, cảm tạ Chúa mà sống. Còn nếu mình không biết và thấy có những cái dấu hiệu và bằng cớ trong đời sống mình nó lộn xộn và thiệt ra nó theo hệ thống của Antichrist quá nhiều thì phải ăn năn, phải chọn trở lại, phải đi con đường để mà mặc ai dùng cách nào cũng đừng để bị lừa dối. Tại vì đây là chuyện sẽ xảy ra chắc chắn. Có sự bỏ đạo, bùa đạo, có Antichrist, có sự chọn lựa phải thờ lại Đức Chúa Trời hay thờ lại Antichrist. Sẽ có phải mang dấu của thế gian này hay mang dấu của Chúa. Xin Chúa phù giúp chúng ta. Tại Chúa cho chúng con tỉnh thức, cho chúng con đối diện với sự thật trong ân sủng Chúa, nhưng mà với sự thật trong chiều hướng bày tỏ kết quả trong đời sống chúng con. Để không ai presume on grace, giả định theo ý riêng mình, kết luận của mình mà không có kết quả đo lường trên lời của Chúa, vì sự chính xác của lời Ngài. Không để chúng con tưởng tượng mà sống, nhưng cho chúng con sống trên căn bản của lời Chúa, đo lường
theo ý định Chúa, trong ơn sủng Chúa, với sự vui mừng nhưng với sự kinh khủng lo sợ để làm trọn sự cứu rỗi trong kết quả mà Ngài ban cho. Xin Chúa giúp chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.